Ở đây là mỗi cái cục đất như này là một con gà nha. Và đây, nhìn nó cứ buồn cười thiệt luôn á. Và đây, cái này, cơm này. Nóng hổi luôn. Mùi thơm gì nhỉ, thơm cái mùi lá sen ấy. Từ cái cục này sang bên này thơm quá. Có cả xà băm nữa đúng không chị? Đúng rồi, xà băm chưa để ăn. Có nhiều quá luôn. Thì khói bày đâu, chị chia sẻ là chị ngày xưa là đi chăn trâu đúng không? Đúng rồi. À, đi chăn trâu đã trải nghiệm nướng bằng cái này rồi, nên bây giờ mới đem ra thành phố. Thế là nướng bao nhiêu con ở đồng ruộng cùng với đàn trâu rồi mới vào đây đây. Đúng rồi. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Phía bên tay trái trước mặt các bạn là tuyến đường tàu điện ngầm Metro đó các bạn đang xây dựng. Và hôm nay thì mình và bạn Diễm đang đi ngang đây thì mình phát hiện ra một cái món mà phải nói là chưa bao giờ xuất hiện ở Sài Gòn các bạn ạ. Mình tin rằng đây sẽ là một cái món mà rất là nhiều người thích, đôi khi là rất muốn ăn nhưng mà không mua được. Đó là món gà bọc đất sét các bạn ơi. Vừa rồi mình đi miền Tây thì mình chưa có dịp để thưởng thức cái món này. Xin chào bà Diễm nha. Xin chào cả nhà nha. Thật sự là cái món này ngày xưa là mình ăn ở dưới quê á, là mình hay bọc cái con gà lại, xong rồi người ta thường là bọc lông luôn, hoặc là làm cái đó gói lại xong bỏ vô đất chùm lại xong rồi đốt lên, sau đó là vui đất ra. Nhưng mà đây là ở thành phố Hồ Chí Minh mình lần đầu tiên Diễm thấy luôn, nên là tụi mình mở là thấy lạ quá trời. Đi ngang ở đây nha, không phải là bắt mắt mà mình thấy từng cục gì nè. Nhưng mà bạn Diễm có cảm thấy là cái đoạn đường này nó rất là khó để phát hiện ra cái tiệm này không? Đúng rồi. Tại vì nó bị lấp bởi một cái nhà ga metro rất là to đang xây dựng dở này, rồi lại đường một chiều nữa. Nhưng mà rất là may mắn cho mình luôn khi mà hôm nay shipper của bạn Diễm đi ship hàng thông báo, đi ngang đây thì thông báo cho mình. Và khi biết cái thông tin này thì mình quyết định đi ngay, tại vì mình nghĩ đây là một cái món rất là mới ở Sài Gòn. Đó. Thì bây giờ mình đi sang đây nha, nhưng mà chị phải nói là đây là cái lợi thế mà mình đi giao hải sản khắp thành phố thì cái anh nhân viên của mình anh thấy ở đâu là anh sẽ gọi bảo là em ơi có chỗ này độc này hay này thì sẽ tụi mình sẽ quay để gửi đến các bạn luôn. Bây giờ mình lại gặp chủ quán nha, xem là tại sao họ lại làm cái món này. Đây là chị, wow, cái đôi bao tay này để làm gì đấy chị? Bao tay này là cho nó đỡ nóng á, chứ còn chống nóng. Chống nóng, wow. Đây là chính xác gọi là cái món gì chị nhỉ? Đây là gà nướng đất sét. Gà nướng đất sét. Ồ đây này, như thế này là cái này giống như là cái đất sét mà mình làm gạch chứ chị ha? Đúng rồi, đây là đất dùng để làm gốm. Làm gốm. Đúng rồi, đất này đất sét làm gốm. Chị ơi, cho em hỏi là chị quê đâu ạ? Dạ, mình ở Nghệ An. Chị ở Nghệ An nhưng mà sao chị lại làm cái món mà hình như mọi người hay nghĩ về ở miền Tây hơn? Không, thật ra là cái này là ở quê đồng á, là mình hay đi chăn trâu rồi là rồi mình đắp đất nguyên con gà có lông á, ở quê là vậy. Nhưng mà con này có lông không? Dạ không, cái này vào đây thì mình sẽ làm sạch sẽ hơn để cho tại nhu cầu tùy nhu cầu. Đây có người mua này. Đúng. Con này là bao nhiêu đây anh? 220 anh. 220. Con này là 220. Làm nhanh quá nhỉ? Bọc cái giấy gói y như là giấy hồi xưa ấy. Cái quán của mình là mở bao lâu rồi chị? Dạ quán này là em mở được hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 và tháng. Hiện tại là nó đã có thêm 2 chi nhánh, một chi nhánh ở quận 2 và một chi nhánh ở quận 4. Thế là hiện tại Sài Gòn có 3 quán? Có 3 quán. Wow, thế mà hôm nay mình mới biết. Em nghĩ một phần là do cái đường này đôi khi là mọi người đi ngoài xa lộ Hà Nội ấy, không thấy. Tại vì đường á là cái này là nó cũng mới, ở đây nó cũng lạ nữa. Nếu mà như kiểu ở quê các kiểu thì đi chăn trâu các kiểu là người ta sẽ biết hơn là dân ở thành phố. Ở dưới miền Tây thì có cái món gà bọc đất sét và có cả lá sen nữa. À, trong này cũng có lá sen. Có lá sen luôn. Đúng rồi, trong này gà đã làm sạch, xong hai lớp lá sen, rồi mình đắp dây bạc, rồi là đất ở ngoài. Có dây bạc nữa, đúng nó sẽ giữ nhiệt rất là lâu. Đúng rồi, cái này nó giữ nhiệt, nó sẽ được 4 tiếng, là nó sẽ đảm bảo nhiệt cho mình nóng trong vòng 4 tiếng. Đây này, có khách vào mua này. 250 với 220 hả chị? Đúng rồi, tôi cho là lấy lớn kìa. Đó là dạ dạ. Có con lớn con nhỏ à? Đúng rồi. Đây này. Ủa, nóng nhở? Và đặc biệt là có giấy bạc thì trong này nó cực kỳ nóng ở trong con gà ấy. Nếu mà cái này á, ủ cái gì là ủ ngay từ lúc nó còn sống luôn hay là sao chị? Cái con gà mà mình cho vào trong này là ngay nó từ khi là mình nó còn sống luôn. Đây này. Ở đây là mỗi cái cục đất như này là một con gà nha. Và đây, cục này không nóng mà chị? Hơi ấm ấm mà
tại vì nó nằm ở trên ý. À, Diễm cầm cẩn thận nha, nếu mà nó bung cái đất này ra là coi như là nó lại không phải là con gà bọc tết tết nữa. Nhưng mà hay thật ấy, cái này là ý tưởng sáng tạo này. Đứng vào cái túi này luôn à? Dạ đúng rồi, đây là con túi. Quá đẹp luôn. Nó sẽ có một hộp rau ăn kèm. Và có thương hiệu ở đây. Sao chị lại làm một cái món dân dã mà nó theo phong cách hơi hiện đại một chút, nó phục vụ như là... Nói chung là nhu cầu, mình phải nắm bắt cái nhu cầu của mọi người. Phải đẹp, đúng rồi. Mình ăn, mình nhìn bao bì đẹp. Tôi thẩm mỹ ở cái ngoài á. Thì trong con gà thì nó sẽ người ta sẽ chú ý tới cái gà của mình hơn. Chứng tỏ là chị rất là cầu kỳ đầu tư tâm sức và công sức vào cái món này đấy. Bạn cái này là bạn em nó phải học rất nhiều, thử cũng rất nhiều rồi mới làm ra được một cái. Chị là có phải là một những người sáng tạo rồi trong cái cửa hàng của mình đấy. Dạ đúng rồi ạ. Cái này thì bọn em là sẽ hai người cùng đồng loạt lên. Và đây là cái chi nhánh đầu tiên. Cảm ơn anh nhiều. Thật sự là mấy ngày này mình rất là ngại ra đường luôn, tại vì mặt Diễm vừa mới đi lấy mụn về, mọi người ơi, rất hơi ửng đỏ. Dạ đúng rồi. Đây anh cho em mượn cái bao tay ấy được không? Đây bạn Diễm cầm thử bao tay xem. Bây giờ chị hướng dẫn bạn Diễm nướng được không? Hoặc là chở qua hay như nào đấy? Đây là cái than, thì lúc mà nướng con gà chị sẽ đặt than lên đây. Nhưng mà mấy con này thì còn chín hết chứ chị? Mấy con này là bọn em đã chuẩn bị chín, thì bây giờ là cái giờ cao điểm để mình bán á. Thì là chị sẽ đặt lên đây và chờ gà thôi. Tức là mình có nướng trước bao lâu thì nó chín chị? Gà này là tùy theo cái độ lửa, và tùy theo cái mức độ than, rồi độ lửa như thế nào thì mình sẽ căn. Và thường thường bọn em sẽ có một cây nhiệt kế như thế này. Wow. Để bọn em sẽ biết được cái độ chín của con gà nó như thế nào. Nhưng mà cho em hỏi là bây giờ cái đất sét này là mình ở thành phố này thì đất sét này mình lấy từ đâu chị? Cái này là đất để làm gốm luôn. Nó đảm bảo là cái độ sạch sẽ và an toàn rất là cao. Cái đất này nó là cái đất sét mà không ra cát hay cái gì đó, gọi là đất cao cấp. Đất này là để làm gốm luôn á. Thì là cái đất này bọn em phải lấy từ Thiên Hòa. Làng gốm. Đúng rồi, làng gốm là bọn em phải lấy đất đấy về. Tại vì đất, cái nguồn đất đảm bảo sạch sẽ thì mình cũng mới được làm cái con gà nó an toàn hơn. Quá hay luôn. Vệ sinh thực phẩm là an toàn đầu tiên. Bây giờ là mình chỉ có mấy chục con này hay là còn nữa không? Dạ, không, bọn em bán buổi chiều giờ á, là bọn em một ngày chỉ. Gà này có một cái là không bao giờ để qua ngày. Nó không để được qua ngày vì đã bọc. Gà chơi, bọc rồi, cái gà với đất này là bọn em chỉ làm đủ nhu cầu bán hết trong ngày. Và tại vì nó có nhiều chi nhánh nên ví dụ chi nhánh này bọn em hết thì có thể là chuyển từ chi nhánh kia tới chi nhánh kia về. Nên là để đảm bảo được cái gà hết trong ngày chứ không để qua ngày được. Mình dùng gà gì chị? Gà này là mình dùng gà ta. Chuẩn ta luôn. Chúng ta cam kết ta luôn. Cam kết ta nha. Đấy, không ta là tại vì bọn em á là vì là mới mở đầu nên là cái chất lượng rồi cái vệ sinh an toàn là bọn em đặt lên hàng đầu. Wow. Nhưng mà cho em hỏi hồi nãy chị chia sẻ là chị ngày xưa là đi chăn trâu đúng không? Đúng rồi. Và đi chăn trâu đã trải nghiệm nướng bằng cái này rồi nên bây giờ mới đem ra thành phố. Tức là nướng bao nhiêu con ở đồng ruộng cùng với đàn trâu rồi mới vào đây đúng rồi quán. Từ xưa mình đi chăn trâu mình cứ nướng để cả nguyên con lông liếu rồi. Ở miền Tây cũng vậy, là để cả lông luôn. Bắt đầu là cạo đất ra thì bắt đầu nhặt lông chị nhờ. Đúng rồi. Nhưng mà làm ở thành phố thì làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Thì đây người ta phải làm sạch cái con gà. Đó. Và làm sạch thì người ta cũng sẽ ấy tế mình hơn. Nhưng mà ở đây em thấy có cái thố này là cái gì đấy chị? Dạ đây là xôi ạ. Có cả xôi. Thường thường là bọn em sẽ bán kèm xôi như thế này. Xôi. Đúng rồi. Một thố xôi này là bao nhiêu? Dạ một thố xôi này là 30.000. 30.000. Là cà hũ. Còn nếu không lấy hũ thì bọn em vẫn có nhu cầu bán xôi riêng ngoài. 30.000 là cả một cái thố đất này. Đúng rồi, cả một hũ luôn. Nếu mà chỉ lấy xôi là bao nhiêu tiền chị? Nếu mà lấy xôi thì tùy theo mọi người. Mọi người có thể lấy 10.000, 15.000, 20.000. Thế là đúng cũng rồi. Hợp lý. Nhu cầu của mọi người mua bao nhiêu là bọn chị bán bao nhiêu. Đây là cái đồ chua này. Đúng rồi, đây là hộp rau của nó. Biến tấu cái đồ chua này theo khẩu vị trong này. Đúng rồi, tại vì là mình bán ở đâu là mình sẽ như kiểu là bắt nhịp ở đấy. Nên là mình phải đảm bảo được cho cái khẩu
khẩu vị của mỗi vùng miền á. Bây giờ là mỗi ngày khoảng bao nhiêu con chị? Mỗi ngày là chi nhánh ở dưới này là nó sẽ rơi vào tầm 25 đến 30 con mỗi ngày. Tại vì gà này thì nó không để được qua ngày nên là những cái chi nhánh khác có thể ở đây hết sớm thì những chi nhánh. Em nghĩ là một phần là mọi người có thể là chưa biết, nhưng mà nếu mà biết thì em nghĩ là rất nhiều người sẽ muốn thử đấy. Có chi nhánh ở Tân Phú chưa? Chưa. Nói chung là đang có một cái mặt bằng rất là tốt. Mặt bằng ở hai xã Phan Diếm hả? Sáng luôn. 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơ Nhì, quận Tân Phú. Chị bày một xe trước cửa hàng em luôn rồi chị em mình hợp tác. Tới mua hải sản hay là củ hủ dừa hay là trâu gác bếp này thì mua luôn gà nước đất sét luôn cả nhà. Cái rau này là tăng kèm đúng không chị? Đúng rồi, cái này mua một con gà là mình sẽ được một củ rau như thế này. Đúng rồi. Nên là còn ở đây thì còn có bán kèm. Bán kèm cái rồi. Bánh đa này. Đúng rồi, đấy là anh bánh mua, anh mua để mình lấy cho anh không nào em lấy cho. Con này chuẩn có cả rơm nữa. Đúng rồi, mình sẽ kết hợp rơm để cho lúc mà gỡ đất thì nó có trời rơm để liên kết cho nó sẽ dễ gỡ. Cái rơm mà với bùn á là mình có thể làm chắc cái tường nhà được đấy. Đúng rồi. Nên là lúc mình còn làm rơm như thế thì như kiểu lúc bó ra thì có sợi rơm nó liên kết với đất là nó sẽ rơi ra từng tầng. Mình cảm giác là chị nắm rất là rõ mọi thứ liên quan tới cái con gà bọc đất thép của chị á. Đúng rồi, tại vì cái này để mà bán ra được cái này ở đây thì nó cũng rất là khó. Mấy ngày đầu bọn em rất là khó. Tại vì lạ, ở đây lạ, dân hầu như là không biết. Thật ra có một cái khó đặc biệt là ở Sài Gòn nếu mà quán ăn nha thì đầu tiên phải là bắt mắt, hấp dẫn. Đúng rồi. Còn cái quán của chị đi ngang toàn thấy đất không mà ai biết cái gì đâu. Nhiều người đi cứ bảo là cái cục gì ấy, ta cứ hỏi là cái cục gì. Đúng rồi. Người ta tò mò rất là nhiều. Mấy ngày tuần đầu bọn em mở là người ta cứ đi qua nhìn, vậy thôi. Chứ không có... Em hỏi thật nha, ngày đầu chị bán được mấy con? Ngày đầu ở đây bọn em bán được 12 con. Đó cũng nhiều chứ. Là, nhiều mà. Đúng rồi. Tại vì ở đây thật ra là lượng dân công nhân rồi là dân ở rất là nhiều tuyến đường. Ở trên quận trên Đồng Nai thì người ta cũng hướng về cái đường này hết. Nhưng mà nhiều người là như kiểu người ta đã biết người đấy cũng ở quê á. Nên là người ta mới biết là cái gà như thế này. Nhưng mà còn dân thành phố thì ít. Trước giờ cái món này này là cũng có bán nhưng mà trong các cái nhà hàng dân gian Nam Bộ ở dưới miền Tây ấy, nhưng mà đôi bán với số lượng ít thôi chứ không phải là bán đường phố như này đâu các bạn ơi. Có một cái điều nữa là mình tưởng đâu là khách mua thì ở đây sẽ đập ra và xé cho khách, nhưng mà ở đây không có là quấn nguyên cục đất cho khách nhiều. Nói chung là tùy nhu cầu của khách, nếu mà khách có nhu cầu đập đất mình vẫn đập đất cho khách và gói lại giấy cho khách. Nhưng mà thường thì khách sẽ để nguyên cả cục như thế cho nóng, tại vì cho nóng lúc nào về ăn thì người ta đập ra. Mà đây là mấy loại gì? Gà này ở đây thì bây giờ hiện tại bọn em đang có hai loại, một loại là 220 và một loại 250. Loại 220 thì ở trong là con gà ký 3 đến ký 4, còn 250 là ký 6 đến ký 8, nó sẽ dao động trong mức cân nặng như thế. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn một con đi để đấy, mình trước mình rất là chọn luôn. Mẹ nãy giờ con bự nhất. Con này hình như là nó có u lên này. Cảm giác là đắp đất phải nhiều ấy. Nói chung là cái khúc mà con gà đắp đất đó là căn quả nó to hay bé là ở chỗ mình đắp đất. Lúc mình gói giấy tạm, đôi lúc con gà nó cứng gà thì không gói được đẹp á thì nó sẽ bị nhô lên. Đây này, bên này vẫn còn này. Hết cái số này là hết luôn, nghỉ đúng không chị? Đúng rồi ạ. Tại vì ở đây là bọn em mà bán trung bình được nhiều nhất một ngày là gần 40 con. Cái khẩu con này, cục này có mấy ký đâu? Có 2 ký đâu, 2 ký hơn. 2, 2, 3. 2, 2, 2, 2. Gà đất sét nha mọi người. Bây giờ ăn gà đập lu là xưa rồi. Ăn gà đập đất sét luôn. Hay quá. Nhưng mà nhìn các cái cục đất này thấy nó dễ thương quá. Nhưng mà mấy tiếng anh, cái này nếu mà để ngay thì không để lên đi. 2-3 tiếng. 2-3 tiếng là chín hết đấy. Tại vì nó giữ nhiệt lâu nên là mình khi mà nó bắt đầu nóng rồi nữa thì nó sẽ chín từ từ. Bây giờ là đang phải nhờ chị chủ quán mượn cho mình cái bàn để ngồi ăn thử tại chỗ các bạn ạ. Cảm ơn anh nha. Con này là có sai ở bên này là 200
buồn cười thiệt luôn á. Và buổi trưa nghe. Nhưng mà mình nghĩ là cảm giác mà cái này mà đem về gia đình á, mà có các em bé á, thì mình vừa ăn nhưng mà mình có thể là giới thiệu cả những món mà ngày xưa ở quê cho các bé luôn. Bây giờ cảm giác mà mình có một cái bàn tiệc và sau đó mình đem cái cục này lên mình đập ra. Nó cũng hơi đặc biệt các bạn này. Đây bạn Diễm xem nó có bán được cho khách này không? Không ạ, không con nha. Không con này em đặt rồi. Lấy con 202. À, hai gia đình làm đôi. Bây giờ anh muốn lấy con đó mình nhường luôn. Anh thích con bự hả? Đây, con được. À, em là hôm nay là em đặt con này từ lúc 3 giờ chiều nhưng mà vì anh nên là em nhường lại anh. Con này 250, con này nặng lắm. Chứng tỏ là anh cũng có con mắt nhìn rất là tinh tường các bạn ạ. Con này đã lắm nha. Con này là Dũng cảm giác là con này rất là nặng tay luôn. Này cái ức đó nè anh Dũng nè. Gói luôn bạn Dũng. Đây. Các cái túi đựng này các bạn này. Rất là cầu kỳ chu đáo luôn. Như là cái giỏ quà đấy. Này mình đi đến nhà bạn ăn tiệc mình xách cái này ra. Có vẫn nóng nha các bạn. Nãy giờ chị quan sát là hầu như mọi người hỏi là mua luôn chứ ít ai mà kiểu mua, nên là thấy cái món này là cũng ok lắm. Tức là tỷ lệ khách vào là chốt đơn luôn các bạn. Kêu gà anh ơi là nhiều khi mọi người không hiểu. Đúng rồi, không biết gà gì đúng không chị? Gà đúng rất thế anh ơi. Đúng rồi. Bà gì ấm? Thôi, mình nói hơi kỳ. Đứng cứ đứng quậy bậy vậy nè. Thật ra đúng rồi, theo kiểu gì nói đâu kia người ta không biết món này là món gì. Bây giờ mình chọn là con nào bà gì ấm ăn? Mình nhờ chọn cho nó vui các bạn ơi. Thực ra là nó có trọng lượng sẵn rồi. Nhưng mà mình chọn con nào mà cảm giác là nó ưng mắt đó các bạn. Về cái phần là đất sét. Con nào mà nhiều đất nha. Con này. Con này á, con này nhiều đất đúng không? Con này nhiều đất. Con này nhiều mà đập đất luôn. Đó, đập đất luôn. Đập ở đâu chị? Ừ, đất ơi. À, đây. Đấy, chốt đơn á, cứ ai vào là chốt đơn liền à. Không phải, hình như phía Diễm cũng may á, từ lúc mà Diễm tới đây em thấy là khách hàng ngườm ngượp luôn á. Giận vơ, giận vơ. Bây giờ mình cho gà qua đây. Dạ rồi, chờ em xíu nha. Cái đất sét này đúng là kiểu là cái mùi đó rất là dễ chịu luôn nha. Đây mọi người xem nè. Theo mình nhớ không nhầm là cái đất sét này hồi xưa nó chảy nước này. Hồi xưa mình còn có thể dùng để làm đất nặn thủ công đó, học tiểu học á. Để cái đất sét này dùng để làm gốm mà. Kê sát là em một ai nhá. Rồi, đây qua đây. Nóng không bạn Diễm? Đây. Không có sao đâu chị. Giờ đặt nha mọi người. Nó chảy nước này là có sao không chị? Thì nó không sao. Chắc là do hồi nãy mình đang nâng xuống ấy. Cái nước này là như kiểu con gà mình ra nước ngọt, ra nước ngọt. Nó bù được hết cái tầm chất vị ngọt của con gà, nó sẽ đủ vào đây hết. Em gõ nha. Rồi. Đặt mình được, chị cứ đặt mình tầm trắng dư. Lần đầu tiên ăn kiểu này luôn á.
Đợt nhà em có nó lủng cái giấy nha mà chị em. Lủng cái giấy bạc là nó chảy nước mất. Cái nước nó mới ngon đấy. Giấy là nó cũng có hai lớp lá sen. Đây là để đảm bảo đất nó không được hút vào. Không có dính vào gà. Ồ, cái này, cơm này. Em nghĩ nếu mà chuẩn nhất á, ta làm sao mà không dùng giấy bạc á, chỉ dùng lá sen và đất thôi. Để cho cái đất này nó thấm vào cái không mùi đó. Nó đất bảo mà mình cắt đất á. Cái này là lúc mà mình lúc mà mình đắp đất á, nếu mình không thấm giấy bạc á thì cái đất ướt á nó sẽ bị vào con gà. Cái giấy bạc này là thứ nhất là mình giữ được cái độ nóng. Nhưng mà sao hồi xưa mình chăn trâu á, mình đắp mà nó không dính được. Chị đánh cười. Cái lúc xưa là để nguyên lông luôn. Đúng rồi, ngày xưa là mình để nguyên lông. Lông gà, lông và gà. Và xong đến lúc mà mình vứt cái lông gà thì mình vứt ra luôn. Bỏ cái da luôn. Đúng rồi. Thế còn mất ngon rồi. Còn như thế này thì mình ăn được cả da nữa, mình đảm bảo được cái... thế là... Hồi xưa là mình để cá lông nên là mình bọc đất sét trực tiếp vào được. Đúng rồi. Còn bây giờ là mình con gà nó đã làm sạch rồi. Có rơm nên nó sẽ rời ra rất dễ. Nó sẽ rời ra từng một tảng luôn. Mình chỉ cần gõ là nó sẽ ra. Thơm thế. Ở trong là sẽ có lớp nóng hổi luôn. Mùi thơm gì nhỉ? Thơm cái mùi lá sen ấy. Đúng rồi, đây là bần, ở trong là bần còn mình đã gắn hai bọc hai lớp lá sen. Con gà này là có cái đầu nhớ bạn, nhưng mà do YouTube không có cho mình quay cái đầu gà nên là mình sẽ bỏ cái đầu gà đi nha. Con gà là vẫn nguyên con bình thường nha. Chưa, để dạy cho mọi người dễ so sánh này. Đó, từ cái cục này sang bên này. Đúng rồi. Đây, quay mẹ bên này. Gà ngon lắm bạn ạ. Cho lên mẹ giùm em đi. Thời gian gần đây là YouTube không có cho mình quay cái con gà con vịt mà còn nguyên con các bạn, nên là mình sẽ né một chút. Đây, anh Dũng chụp cho mình tấm hình nha. Tên gì em quên rồi. Mình tên Hành. Chị Hành. Người Nghệ An. Ôi cái đủ rồi. Nóng hổi. Nóng. Trời ơi, cái thơm á. Con gà này đúng là gà quê nhưng cũng nó nhỏ à. Mà cái đùi nó thon gọn dài. Ôi, cái này có thơm phức luôn. Trời ơi. Đã nhờ. Cái này là ở đây là đang gió mạnh đấy. Nếu mà mình ngồi nhà này trong nhà là mình có thể thấy khói nghi ngút luôn. Không, em đi quay thường em không có hẹn trước hay là không có, em thích tự nhiên không. Nên là nó bất ngờ. Ở trong cái ruột ha, mình sẽ trong ruột để cho mọi người biết là trong ruột. Chị ướp rất là nhiều gia vị nha. Mùi xả, chị có nghe mùi lá chanh không? Nó xanh xả tiêu. Nó bay lên thì đó thơm rườm rườm. Rồi, mình thử luôn mà chứ mà. Úp nước miếng luôn, cái này cho anh Dũng này. Em mời chị một miếng ngon ha. Nói chung cái nước chấm này làm từ cái gì đấy chị? Nước chấm này gọi là thường thường á, những người mua gà đây người ta gọi nước chấm thần hành đấy. Nó làm có lá chanh không chị? Ở trong là mình đã có lá chanh, ở trong này cũng có lá chanh luôn. Nước chấm có ớt, lá chanh rồi sữa rồi đầy đủ hết. Con này theo mình nhớ, nếu mà 4 người nhậu mua một con này là vừa. Món này để nhậu là rất là hợp luôn. Tính chất của con gà này á, thật là nó sẽ không dai như cái gà nướng kia đâu. Tại vì nó sẽ kiểu giống gà hầm kiểu vậy này. Mời cả nhà nha, mình thử luôn. Mời mọi người nha. Ăn kèm với chua chua hết vậy? Đúng rồi, chua chua, rau răm. Nhưng mà em thấy cái thịt của con gà này nó mềm là do mình làm lâu nó mềm hay như thế nào chị hả? Không, cái con gà này nó mềm á là do là mình bọc giấy bạc này, xong rồi mình đắp đất, mình ủ đất của mình, nên là đâm ra con gà nó sẽ nướng kiểu hương vị hầm hơn là cái gà nướng kia. Nên là cái này trẻ con với người lớn á là người ta rất chuộng luôn. Hầu như ở đây khách hàng á là trẻ con cứ toàn đòi mẹ vào mua ăn một lượt rồi không đi ngon quá. Mình hiểu, thay vì ví dụ như thay vì ăn đồ
chiên rán. Thì bây giờ mình làm cái kiểu này. Cảm ơn bạn Diễm cho mình cái đùi nha. Vô. Vô chị nào. Vô. Diễm vào đây. Em nước chấm thần thánh như nào nào. Em thấy có nó cái bọt ở trên nó giống như là mình làm mắm tôm á. Đây. Đây này. Nước chấm chị làm có vẻ hơi sệt này. Ngon lắm. Ngon cả nhà nha. Đúng như bạn Diễm nói á. Cái vị gà nó không bị khô. Nó mềm. Ngọt thịt. Không quá dai. Nó chấm này cay cay à. Rồi thơm lá chanh nè, hơi chua một chút của chanh hay tắc kìa. Tắc và chanh luôn. Wow. Đúng rồi. Ngon các bạn ạ. Thật ra là làm cái gà này nó rất là kỳ công. Thật sự là nó làm kỳ công lắm. Phải chuẩn bị gà này, từ... Nó mềm đây. Ngon lắm. Mềm điệu luôn này. Phải chuẩn bị gà từ sáng để làm kịp bán buổi chiều như thế này là bạn em đã phải chuẩn bị gà từ 6 giờ sáng. Là ủ gà, mình làm sạch gà. Rồi ủ gà. Cái gà mà bọn em lấy đây á là cũng gà của có công ty, bên công ty gà là cũng có giấy chứng nhận vệ sinh các kiểu an toàn. Là bọn em lấy ở đấy. Gọi là gà có nguồn gốc giấy tờ. Đúng rồi. Nên là lúc làm gà về mình sẽ kiểm tra gà, làm sạch gà. Rồi mình sẽ bước để ngấm trang gì. Đắp bọc lá tem xong mình cũng phải để gà. Ngon quá. Nghỉ ngơi xong đắp đất xong mình cũng phải để gà nghỉ ngơi đấy, để gà tầm 30 phút rồi mình mới đưa lên nướng, nên là để chuẩn bị nó rất là bán hết là thôi chứ không có làm thêm gì cả. Em ăn mà em cảm nhận là cái vị thơm của xả này, của lá chanh nó ngấm vào thịt đùi luôn. Đúng rồi, thịt gà chất lượng. Ngon. Gà chơi. Thế cái đùi nha. Đúng rồi. Mà bây giờ mình nghĩ là phải hai con rồi đấy mà. Không phải. Cái con gà này chỉ có một cái nhược điểm duy nhất là em chưa có cảm nhận rõ cái dao nó thôi. Không, thật là ngon. Tại vì cái này á, nó là kiểu giống gà hầm nên là giống như kiểu gà của nó cũng gọi là mềm luôn rồi, mềm luôn luôn rồi. Mềm. À, chị xé thử cái số thịt này chị. Tại vì cái nhiệt độ ở bên trong cái gói đất sét mà bọc cái bạc nó lớn lắm. Đúng rồi. Nói chung là nướng cái gà này á, nó cực kỳ khó đấy mọi người ạ. Nghĩ là đơn giản nhưng mà nó cực kỳ khó. Nếu mình để quá lửa thì con gà này nó sẽ nhừ quá. Nó giống như gà hầm mà cầm không có nghĩa là không xé như thế này luôn đâu. Mà nó sẽ như gọi là nó mềm rụn ra luôn rồi ấy. Nên là cái này nó rất chi là cái nước chấm này ngon này. Để canh được cái gà ấy. Em nghĩ cái nước chấm này cũng rất là tốn công sức của chị ấy. Tại vì chị làm nó sệt sệt như làm một loại súp cơ. Đúng rồi. Là cái cách làm để mà nó sệt nó hơi khó. Tại vì cái gà mà như kiểu mình thường đi mua gà quay hay là gà gì đấy, người ta chỉ cho chiếu muối khô khan. Còn như mình làm cái muối này thì là nó ăn nó ngon hơn, mà kiểu nó đậm đà hơn cái muối kia. Cái nước chấm này ngoài chấm gà, nếu mà dư mình có thể chấm khác được. Đúng rồi, chấm hải sản. Hải sản cực kỳ ngon. Em bán hải sản ngày hôm nào mà bán xong hết gà mà còn như nước chấm mới gọi bên em đặt hải sản về chứ. Có một điều đặc biệt để ăn cái này này, hồi nãy mình cứ sợ cái nạc nó khô. Không phải. Nhưng mà cái nạc này nó không hề khô, do nó vẫn giữ được cái nước của cái thịt. Nó vẫn mềm, ngọt và thơm. Ăn còn không bị khô xác đi. Gà này là đặc điểm là mềm, ngọt thịt và thơm nhẹ, cứ thoang thoảng thoang thoảng thơm ấy. Cho nên nếu mà bạn nào mà kiểu là mình phải nói luôn là nếu như ai thích cái kiểu dai của gà thì cái này lại không phải là cái sở thích đó, nhưng mà ai thích kiểu mềm đậm đà thơm của gà thì cái này là lựa chọn hợp lý. Nó không có dai như gà luộc đâu. Tại vì cái gà này là mình đã hầm như kiểu là mình đã bọc giấy bạc rồi, là trong đắp đất nữa. Đúng rồi, nên là nó sẽ là mang cái hương vị hầm hơn là hương vị dai kia. Ngon quá. Thì như là miệng thì sao mình ăn có vẻ rất là nhanh hết bạn nhé mà. Hôm nay đang đói. Xôi mà thèm mà ăn thử xôi. Xôi này chị nấu luôn hay là sao? Đúng này mình tự nấu luôn. Xôi này là ngày nào mình bán hết ngày luôn. Lên gói xôi á. Không sai đúng nha mọi người. Thôi thơm
dẻo mà cái cảm giác này thấy giống như là tôi ngoài quê mình nấu. Đúng rồi. Thật ra là cái vị giống như tôi hay bán ở đường phố Sài Gòn. Cái xôi nói chung mình cũng muốn mang cái hương vị ở quê, kiểu hương vị ở quê cho nó gần gũi. Còn ở trong này thì thứ nhất mình cứ cái khẩu vị của dân ở trong này mình cũng có nắm bắt, nên là mình cứ muốn là mang cái hương vị ở quê mình vào để cho mọi người cùng thưởng thức, cũng biết được cái hương vị ở quê, ăn lạ miệng. Chắc mình hồi nãy rồi mình nói bà Diễm rồi, nhưng bà Diễm không nghe, chắc mình phải kêu thêm một con nữa. Tại vì hết rồi, mà đang rất là thèm luôn. Không biết là khi nào mình mới quay ở đây mình ăn tiếp được. Bây giờ cho em đôi bông tay em đập tiếp con nữa nha. Rồi. Phải ăn thêm một con nữa các bạn ạ. Tại vì cả mình và bà Diễm đều đang rất là đói. Và cái món này nó lại lạ miệng nữa. Trứng khủng long các bạn. Nói chung là cái đồ mà bọc đẹp hay không, là cái chỗ mình đắp đất đẹp hay không, là cái lúc mà mình gói á, tại vì lúc đấy là gà nó đang cứng á, nên là cũng rất là khó gói á mọi người. Em nghĩ là với cái giá 200 đúng không chị? 220 và 250 đấy. Nói chung là từ 200 đến 250 thì mình có một con gà rất là ngon rồi, mà nó rất là trong lành nữa. Thay vì các bạn thường thường hay ăn gà rán thì mình có thể đem hơn 200 ngàn ra đây để làm một con gà này mà 2-3 người bạn có thể ăn rất là ngon luôn. Với lại không bị dầu mỡ. Gà này nó đã giữ được cái vị nguyên bản con gà. Nguyên bản của con gà nên là nó ăn rất là ngon lắm đi. Rồi, đây lấy con gà ra. Cái đường này bây giờ bắt đầu là rất là đông vậy ha, kẹt xe. Tại vì có công trình đang làm mà các bạn. Họ rào mất một cái làn đường này rồi. Còn 4 dưới đến 6 dưới. Có những hôm là bọn mình bán chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là hết. Là hết luôn. Chưa đến 1 tiếng đồng hồ là đã hết. Muốn bán nó cũng tùy từng ngày chị ha. Đúng rồi. Đấy. Có lớp rơm nên là nó gỡ dễ, thì sẽ không bị đất rào. Mà lúc quấn giấy bạc á, còn mình cầu quấn giấy bạc rất kỹ để cho đất không vào trong gà, không ảnh hưởng tới con gà. Đấy. Wow. Thích nhất là cái lúc vừa bóc này. Bạn Diễm vào cái công đoạn là quay đầu, chảy nước miếng. Đây. Để bỏ cái đầu đi nha bạn Diễm. Đây, wow. Ôi xé ở đây luôn bạn Diễm à. Thơm quá. Có cả xà băm nữa đúng không chị? Đúng rồi, xà băm chưa đẹp thì đây. Khói nhiều quá luôn. Thấy khói bay đâu. Nóng quá bà Diễm. Ôi bây giờ thử cái đùi này luôn thì mới ngon ấy. Khỏi cần chấm. Thôi em xin phép em thử cái đùi này trước nha. Tại vì cái má đùi này bạn thấy là có da luôn này. Bạn Dũng thấy cái mỡ vàng này của cái gà ta này. Đó đó, cái mỡ vàng này. Mình thích nhất là ăn cái phần này thôi. Cho anh Dũng miếng da này. Nhưng mà hình như là có nhiều người là thích ăn phần ức. Trời ơi. Mày thấy nó ngọt thật. Mày vô anh chị ơi. Ồ, con sớ thịt gà này. Chảy nước miếng. Ôi, xạo quá. Em hỏi thật chị nha, bây giờ chị thấy bạn Diễm ăn còn thèm không? Vẫn thèm. Anh Dũng thử miếng da không? Đây. Thật ngọt. Mình ăn miếng da nha. Mình thích ăn không hơn là chấm ấy. Đúng rồi. Thực ra là ăn nóng như này này, vừa mới bóc ra nó đậm đà hương vị lắm. Đây, miếng da gà. Trời ơi, có mùi xả thơm. Mình chỉ cần để nguội thì mấy phút thôi là bắt đầu có hương vị nó kém ngon hơn như thế này rồi. Đúng rồi. Ăn nóng này là ngon tuyệt vời. Nên là cái món này khi mà vừa bóc ra cả nhà phải xuống vào ăn ngay. Cái đau hả? Còn nó ướp rồi mà nói là nó chưa nóng được lâu. Nên là có thể là mình mua bây giờ, nhưng mà tới 7-8 giờ mình ăn nó vẫn nóng. Quan trọng là lúc bóc ra mình phải ăn liền. Sớt thịt này.
còn cái đùi nữa nha bạn nhé. Cho dùng cái đùi nha. Đó, còn lắm cái má đùi. Ai thích ăn ức nhưng mà chỉ mà thích ăn thịt đùi. Món này có thể đánh bại KFC. Đây. 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 Mời các bạn nha. Ngon quá. Có một cái mà Diễm vừa suy nghĩ ra. Với những bạn ví dụ như là gamer này mà ăn ức gà đã ngán rồi thì các bạn có thể thử qua cái này. Mình bỏ cái da đi, mình ăn cái thịt này không? Bản chất nó cũng nguyên chất mà. Đúng rồi. Về cơ bản là con gà này nguyên chất các bạn. Thì có một chút cái gia vị là lá cây như là lá chanh hoặc là cây sả thôi. Đây. Nhìn như này là các bạn cảm nhận được là nó là con gà ta đó các bạn ạ. Chân gà ta là bé xíu thôi. Chân gà công nghiệp nó mới bự. Ngon đúng không? Đã quá. Khách mua. Không, nhưng phải nói một cái điều nha. Ăn nóng ngay tại vừa khi đập ra mình cảm giác nó ngon hơn hoàn toàn luôn. Ngon hơn nhiều các bạn. Hồi nãy con gà hồi nãy ngon 10 ấy, con này là ngon 20. Mặc dù mình đã ăn một con rồi, nhưng mà ăn con này nó vẫn ngon. Thật ra là ăn đi. Hết rồi, hút rồi. Hai đứa mình ăn mà quên mời chị luôn. Con mời người ta ăn đi. Đây à. Đây, còn cái này em tặng chị luôn. Em chỉ ăn hai cái đùi thôi. Ngon quá. Vâng, ngon. Thực sự là món này mình nghĩ là một trong những món rất là mới ở Sài Gòn. Và trong thời gian tới thì hy vọng là mọi người sẽ có dịp về tới đây thưởng thức đấy. Hết rồi. Hiện tại thì bên mình cũng có đăng lên app, gần app rất nhiều. Có bán trên app. Ngon quá. Có ai review hay cái gì? Ở trên quận 2. Trên quận 2 thì có. Nhưng mà kiểu ở đây thì hầu như là công nhân này cái kiểu là người ta mua. Chị biết sao mà em biết của chị không? Nhân viên em đi giao hàng đi ngang thấy lạ quá. Mà đã kêu em hai hôm nay rồi mà chưa đi được còn hối nữa. Bảo là sao chưa cha tao cho chưa đi. Đấy, cái này là cái trụ sở của nó là ở trên quận 2. Nhưng mà kiểu là ở đây thì ở trên ở quận 2 thì vẫn có người review đến quay phim các kiểu. Dưới này thì nó ít. Địa chỉ đây số bao nhiêu chị? 162 Nguyễn Thị Đình. Alo chị số nào? Alo đây. Còn em có số nào? Số qua. Đây chị đọc lại đi, chị đọc cho mọi người đi. 0387 397 669. Và đấy. còn bên mình có mua gà sẽ hỗ trợ ship trong 2 km. Qua bán kính 2 km thì bọn mình sẽ đặt Grab và bên mình sẽ chịu một nửa phí ship cho. Đúng rồi, bên em sẽ hỗ trợ một nửa phí ship cho mọi người. Bán con gà có 200 mấy rồi mà còn hỗ trợ phí ship nữa. Tại vì thật ra là mình muốn mang đến cái hương vị này để cho mọi người cùng biết. Nó phải để mọi người cùng biết. Nên là sẽ cố gắng hết cỡ. Chúc chị mua may bán đắt. Rồi, cảm ơn em. Chúc chị doanh số sẽ lên 100 con một ngày. Hôm nay là mới có 25 con thôi. Nhưng mà mình hy vọng là nếu như mình có dịp quay trở lại thì sẽ là lúc chị bán 100-200 con một ngày. Còn phải nói là hôm nay mình rất là vui luôn. Thì cùng với tất cả bạn ghé cái tiệm gà nướng đất sét lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn. Cái này tiêu xả gia vị cái phải luôn. Bạn chị ăn xong thì cảm nhận như thế nào khi mà cái món rất là quen thuộc này đã xuất hiện ở Sài Gòn rồi? Với mình nha thì cái món này theo kiểu là ăn rất là lạ miệng và cơ bản nó giữ được nguyên gần như phần lớn là nguyên bản cái hương vị của con gà. Nhưng mà chị cũng nhắc lại một lần nữa nha là cái vị thịt gà ở đây nó không dai. Nó không dai sần sần như là kiểu như mình vừa luộc đâu. Mà ở đây sẽ là nghiêng theo cái phong cách là thịt gà nó mềm, nó thấm đậm gia vị mà xương cốt là muốn rệu ra đấy. Thế nên là bạn nào thích ăn mềm, đặc biệt là các bạn trẻ em nhà mà có em bé hoặc là người lớn tuổi ấy, thì chị nghĩ là nên thử cái con này. Và một lưu ý nữa là mọi người đập ra là ăn liền luôn nha. Nếu mà để lâu quá nó nguội là sẽ không có ngon bằng như thế này đâu. Em cảm ơn chị chủ quán nhiều nha. Thôi cảm ơn các bạn về. Rồi, tắt điện luôn. Rồi, chào. Cái dây nó bị lỏng. Giờ đây kẹt xe luôn. Bây giờ cũng là cái giờ mà mọi người bắt đầu đi đường này đông và kẹt xe các bạn. Thì clip này chắc là mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Hy vọng là sau khi clip này lên thì các bạn sẽ có dịp tới đây để thưởng thức cái con gà nướng đất sét này. Đang còn nóng hổi luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn sau những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn chị khán giả này mới tặng cho trái bắp nữa. Mà đang quay logo gì nói tặng cho trái bắp.